Duy Nguyễn xin thân ái mến chào toàn thể cô chú anh chị nha. Ngày hôm nay thì Duy Nguyễn vừa mới hoàn thành độ xong một con micro cho một cái bác ở xa, ở Long An. Thì đặt hàng, tức nghĩa là đây là một chiếc micro K18V mà trước đây em đã từng bán cho khách hàng của mình. Thì cái dòng này đặc trưng từ xưa giờ thì nói chung là anh em bắt tài ai cũng khen là ca rất là hay đó. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi em độ lên nữa thì em nghĩ bây giờ nó không còn là hay nữa, mà nó đã thành một cái chiếc micro cao cấp luôn rồi, để chúng ta chơi được trên tất cả các dòng xe và tất cả các dòng loa, thậm chí là những cái dòng loa karaoke lớn trong gia đình đó các bạn. Thì chúng ta ca nó còn rất là hay đó. Đây là một chiếc micro đa năng đó. Thì cái củ mic này là em đã độ lại rồi nè các bạn. Đây là một củ mic DB550 đó, đầu thu của DB550 ha. Và đây là dòng cao cấp đó. Còn về cái chiếc đây là cái đầu rin của nó nè các bạn. Đầu riêng thì cầm rất là nhẹ và bằng nhựa ha. Thu thì nó cho chất âm nó cũng vừa đủ thôi, thật sự nó không chi tiết lắm đâu. Sau khi em lên cái đầy á thì cầm chiếc micro rất chắc chắn và rất là đầm tay, thậm chí tiếng hát rất là dày luôn nha. Đó, các bạn coi kỹ nè, rất đẹp nha. Rồi bây giờ em sẽ gắn vào. Rồi, đây là một chiếc micro đa năng, cho nên các bạn nhớ là chúng ta sẽ kết nối cùng với lại một cái thiết bị này nha. Đây là một cái con chuột. Con chuột này nhiệm vụ của nó là gì? Thứ nhất là để cấp nguồn cho micro ha. Cái thứ hai nữa là nó sẽ điều chỉnh được âm lượng của micro trên đây, và điều chỉnh được âm lượng của echo tiếng vang bên đây nha. Các bạn lưu ý nha, tức là phải có cục này. Thì khi mà cục này chúng ta vừa mới mua về các bạn, thì nó có một cái nắp đậy như thế này. Các bạn phải tinh ý nha, mở nó ra, kéo thẳng nó ra. Thì nó là một cái đầu USB. Và cái đầu USB này chúng ta sẽ cắm trên tất cả các cái lỗ USB bất kỳ trên xe hơi đều được nha, hoặc là tất cả các thiết bị trong gia đình đều được, miễn là đầu USB 5V. Đó, để nó cấp nguồn cho cái cục này. Thì cục này á, nó sẽ phát Bluetooth luôn các bạn. Đó, nó sẽ phát Bluetooth. Nó và chiếc micro sẽ tự động nhận nhau. Nó sẽ tự động nhận nhau. Và micro nó sẽ phát âm thanh vào đây, và từ đây nó sẽ truyền tín hiệu vào trong xe ô tô của chúng ta, hoặc là thiết bị loa kéo trong gia đình cho chúng ta ha. Các bạn coi kỹ nè, mic volume bên trái là để tăng âm lượng của micro nha, volume bên phải là tăng âm lượng của echo. Rồi cái nút phe này á, là để chúng ta dò kết nối Bluetooth nha các bạn, nhớ nha, phe hoặc là dò micro ha, phe. Còn music volume tức nghĩa là điều chỉnh âm lượng của nhạc nha. Chúng ta sẽ nhấn, mỗi một lần chúng ta nhấn cái nhạc nó sẽ to lên. Đó. Còn mic fret ở đây là khi mà chúng ta hát thì nhạc nó sẽ tự động nó nhỏ lại, cho nên lỡ nếu mà các bạn đang hát mà các bạn nghe nhạc nó bị nhỏ lại thì các bạn biết là các bạn đã nhấn trúng cái nút này, thì các bạn hãy khắc phục điều đó. Ok. Rồi còn về phía bên dưới nó sẽ có hai cái lỗ. Ở đây nó sẽ là một lỗ out và một lỗ in. Thì ngõ in là ngõ vào, ngõ out là ngõ ra. Ở đây là mình đang cần phát ra từ nó để mình vào xe, thì mình sẽ cắm một cái cọng dây 3.5 đi theo. Đó, đi theo nhé. Mình sẽ cắm vào chữ out. Ok. Và đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào bất kỳ lỗ in nào mà chúng ta cần đưa cái tiếng micro vào. Thí dụ như bây giờ mình muốn hát trên xe đó, thì mình hãy cắm vào cái ngõ AUX trên xe nha các bạn. Bây giờ quay xuống cái cổng AUX để mình thử cho các bạn xem luôn nhé. Đó, ở đây là cấp nguồn USB có rồi nè. Đó, ngõ AUX nha. Và các bạn lưu ý là xe nào cũng có AUX hết, kể cả những loại xe đã kết nối đầu Android là chúng ta vẫn móc ra được luôn. Rất là nhiều thợ là quên móc cái cổng đó ra, cho nên các bạn hãy yêu cầu nha, móc cái ngõ AUX ra. Đầu Android thì đa số AUX nó sẽ nằm sau lưng cái đầu Android, cho nên mình sẽ lòn nó qua một cái học tì tay chẳng hạn ha. Mình hãy lòn nó qua đó để mà mình xài cho nó dễ. Thường là sẽ lòn mấy cọng dây ra đây đúng không? Đó, những cái đầu Android sẽ lòn ở đây. Thì mình nhờ các cái anh thợ điện á, anh câu cái ngõ AUX ra đây cho chúng ta. Rồi, bây giờ em sẽ mở micro lên em thử nha. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Đó, chiếc micro đã được độ lên và chất âm rất là dày, ấm áp. Alo, nó sẽ hay hơn bản chuẩn rất nhiều các bạn. Có thể gọi là hay hơn gấp 2 hoặc gấp 3 lần luôn đấy. Đó. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Không, âm thanh nó sẽ rất là chi tiết. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Hát trên xe, do cái môi trường xe là môi trường kính và bốn chiếc loa nó xung quanh của chúng ta, cho nên chúng ta chỉnh âm lượng như thế nào để chúng ta chơi nó vừa đủ, đừng quá to
nha, to vừa đủ. Quá to nó sẽ xảy ra cái tình trạng gọi là hú hoặc là đó, như hiện tại là rất là lớn rồi, chơi dư sức. Và các bạn cầm micro cũng vậy, hãy hướng dẫn cho khách trên xe hoặc là gia đình của chúng ta cầm từ ở phía này, đừng bao giờ chụp vào cái đầu như thế này, hát nó sẽ xảy ra cái tình trạng hú nha các bạn. Rồi ok, 1 2 6 7 9 10. Cái nút trên micro này mỗi lần chúng ta bấm nó sẽ thay đổi tần số, thì nó thay đổi tần số ở đây là để cho nó đừng có bị trùng sóng với lại những cái micro xung quanh nha. Ok, bây giờ khi mà các bạn kết nối bluetooth, các bạn hãy kết nối chiếc điện thoại này nha, các bạn hãy vào chữ bluetooth, các bạn tìm cái chữ K18V giúp mình, rồi click vào đó. Ok, đã kết nối là chúng ta cầm điện thoại chúng ta hát trên xe. Các bạn lưu ý là chiếc micro này không thể dòm trên màn hình xe để hát được. Chúng ta dòm là dòm vào điện thoại nha, lưu ý điều đó giúp mình. Đó, trên xe là nó đã chuyển qua chế độ âu rồi nè. Các bạn nhớ, trên xe chọn audio nè. Mỗi chiếc xe nó sẽ có một chế độ chỉnh khác nhau. Thí dụ như có chiếc xe nó sẽ không có để tiếng Việt, thì các bạn phải dùng cái chữ mod hay là bất kỳ chữ gì đó để thay đổi nè, chế độ USB nè, chế độ Bluetooth nè, chế độ AirPods nè, chế độ AUX nè, thì các bạn chuyển nó về cái chế độ AUX nha, thì nó mới lên được. Ok. Mặc định của cái micro này á, khi mà các bạn vừa kết nối á, là âm lượng nó sẽ rất là nhỏ, cho nên các bạn hãy bấm cái nút volume ở trên cái điện thoại này, bấm cho nó lớn hết cỡ lên nha, lớn hết cỡ lên cho điện thoại nè ha. Đó, ngoài ra các bạn kiểm tra luôn cái volume music nè, cái nút volume music nó nằm trên cái cục này nè, các bạn thấy không, các bạn phải kiểm tra luôn coi là chúng ta nhấn đúng chưa nè, mỗi lần chúng ta nhấn nha. Đó, nó đang nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi bây giờ lớn dần nè, 1 2 3 4. Đó, nó sẽ có 4 cấp độ nè. Đó, à, ok, nó cứ độ 4 nghe là được rồi. Alo, alo, 1, 2. Về nhà cầm chắc đôi tay vào đời tập từ ngày nay. Gió khuya ôi lành sao. Nếu mà nhạc nhỏ đó, chúng ta hãy giảm cái âm lượng của micro lại. Alo, alo, 1, 2, 6, 7. Rồi, đồng thời các bạn tăng cái âm lượng trên xe lên. Hiểu không? Các bạn hiểu không? Khi mà nhạc nhỏ, chúng ta hãy giảm micro của cái cục con chuột xuống và chúng ta tăng cái game của cái này lên. Đó, là nó sẽ vừa với nhau hết em. Đó là cách chỉnh. Bởi vì người hồi chỉnh trên tầm 7, tầm 3 nó không. Game lại là game người vừa. Nó bây giờ nhạc rất lớn và micro cũng rất lớn luôn, không hú. Thấy chưa? Chuyện yêu đương thương thương nhớ là thường, đường tối về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim, ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét buồn, nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên tôi, ngày tháng đời tôi đến sân ga đưa những người trang lính ngày nào. Hey. Rồi trang lính thử một bài nhạc trẻ các bạn xem nha. Tăng giảm echo là tăng giảm cho con chuột nha các bạn. Alo, 1, 2. Nó tắt echo nè. Alo, 1, 2, 6, 7. Nó cái tăng max echo đi, ca cho nó hay. Alo, 1, 2. Đấy, các bạn nghe âm thanh chất lượng không? Không có loa nha, các bạn yên tâm vấn đề đó nha. Rất là nhiều người là nổi như vậy là có hại loa cho xe hay không, và có cần đổ hay không, thì thực sự cũng chả cần đâu. Loa là loa riêng, hát rất là hay. Để chế độ bắn nè. Đó, nghe là rất là hay hay các bạn. Để mặc định luôn, ok. Hiện tại thì Nguyễn đang để mặc định đang nguyên trên xe luôn, không có tăng giảm gì hết. Mình ngông lang thang mừng ta, mây trên cao mây quật chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và
đến bên nhau vui quên người xa, quên đi bao âu lo buồn đau với kiếp sống lạc loài. Em ơi anh như con thuyền kia mãi lên để theo sóng nước ngoài khơi, trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã xa đi phương trời xa, em yêu anh từng ngày nhớ em trong trái tim, anh luôn mong em mau về đây. À, chiếc video này các bạn có thể hát được trên tất cả các dòng loa nha các bạn, chứ không phải là trên xe không. Đó, mình chỉ cần có cái cả cái ngõ 3.5 ly hoặc là ngõ bông sen, tất cả đều được hết. Những cái dòng loa kéo, những cái dòng loa phổ thông, loa bluetooth cắm vào là hát, rất đa năng đúng không? Các bạn muốn mua sản phẩm có thể liên hệ số hotline bên trên màn hình để Duy Nguyễn tư vấn cho mọi người nha. Còn bây giờ Duy Nguyễn xin phép chào tạm biệt cả nhà.